có đến gần 90% nhân sự cấp trung người Việt Nam được khảo sát cho biết bị ảnh hưởng của stress khi làm việc cho các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam. Thông tin được rút từ khảo sát nhân sự cấp trung người Việt nghĩ gì về công việc hiện tại vừa được công ty tuyển dụng Navigo Search thực hiện hãng tuyển dụng Navigos Red vừa thực hiện một khảo sát trên 1.100 nhân sự cấp trung, cấp cao người Việt Nam đang làm việc trong các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam. Trong số này có 70% nhân sự từ cấp trưởng phòng đến giám đốc và khoảng 2% đang giữ vị trí từ phó tổng giám đốc đến tổng giám đốc. Và các nhân sự này đều có thâm niên làm việc từ 5 năm đến trên 20 năm. Kết quả khảo sát cho thấy sức khỏe môi trường làm việc tại các doanh nghiệp FDI của Việt Nam đang ở mức báo động. Dù mức độ và tần suất có khác nhau, nhưng có đến gần 90% người tham gia khảo sát cho biết họ bị ảnh hưởng của stress, Cùng với đó có đến 58% người được hỏi cho biết họ không có hoặc có rất ít sự hứng thú trong công việc. Khảo sát cũng cho thấy phần lớn nhân sự quản lý cấp trung người Việt đang làm việc trong các tập đoàn, công ty nước ngoài ở Việt Nam không hài lòng với chính sách nhân sự của công ty và công việc của mình. Theo đó, có 59% người được khảo sát cho biết công ty của họ không có chính sách thăng tiến khả thi, 25% người trả lời không hài lòng với mức lương hiện tại, và có đến 53% cho biết họ không được tham gia bất kỳ chương trình đào tạo nào từ bên ngoài.